4 tuần kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trên chiến trường, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Các nước phương Tây siết chặt trừng phạt kinh tế đối với Nga, song song với viện trợ quân sự cho Ukraine. Gần 4 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra. Kinh tế toàn cầu bắt đầu tác động bởi cuộc xung đột. Cuộc chiến này rồi sẽ đi đến đâu? Cái giá mà các bên phải trả là những gì? Trật tự quốc tế sẽ thay đổi ra sao và những điều gì sẽ được rút ra sau những xung đột vũ trang khiến đổ vỡ các mối quan hệ song phương và quốc tế này? Cùng phân tích trong chương trình tọa đàm hôm nay với sự tham dự của hai vị khách mời: Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiện là cố vấn cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế; và Phó giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách chính trị và an ninh. Xin chào khán giả. Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Như chúng ta đã thấy, chiến sự chưa có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt. Song song với các trận đánh thì chúng ta thấy các nỗ lực ngoại giao để tìm lối thoát cho cuộc xung đột này. Nhưng một khi cuộc chiến này còn là cuộc cạnh tranh nước lớn vì những mục tiêu sống còn về địa chiến lược, thì để tìm được một giải pháp lâu dài thỏa đáng cho tất cả các bên là điều rất khó khăn. Các nhà phân tích cho rằng cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine đang và sẽ làm thay đổi trật tự thế giới và sự ổn định quốc tế đã vận hành hàng chục năm qua. Vậy trật tự này sẽ được định hình ra sao sau cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây xung quanh vấn đề Ukraine? Chương trình ngày hôm nay sẽ đi sâu phân tích về vấn đề này. Như chúng tôi đã giới thiệu, chương trình có sự tham dự của hai vị khách mời, hai nhà phân tích bình luận quốc tế, Đại sứ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Hoàng Anh Tuấn. Trước hết xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết chúng ta sẽ điểm lại tình hình chiến sự. Ngày 24 tháng 2, Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. Lực lượng Ukraine chống trả quyết liệt. Cả hai phía chịu nhiều thương vong, nhưng con số cụ thể thì không được xác thực. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận đã sử dụng tên lửa hành trình Kalib, tên lửa Iskander. Lực lượng tấn công trên bộ chủ lực là xe tăng T-72B3, bệ phóng tên lửa Grad, Smir và Uragan. Ngoài ra, Ukraine cáo buộc Nga sử dụng bom chùm, nhưng Điện Kremlin đều đã bác bỏ. Các nước phương Tây đã chuyển nhiều vũ khí cho Ukraine, bao gồm máy bay không người lái Bayraktar, máy bay không người lái Switchblade, tên lửa phòng không Star Trek, tên lửa phòng không di động Stinger, tên lửa chống tăng tầm trung Javelin, vũ khí chống tăng thế hệ kế tiếp, cũng như súng trường, súng máy, súng bắn tỉa và nhiều loại đạn pháo. Tuy nhiên, các nước phương Tây vẫn tránh can dự sâu hơn. Cùng với các trận đánh ác liệt tại đô thị, Nga và Ukraine đã tiến hành 4 vòng đàm phán. Hơn 4 triệu người đã sơ tán khỏi Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt. Họ tạm lánh nạn ở các nước láng giềng Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania, Moldova, Nga và Belarus, trong khi gần 7 triệu người được cho là đang đi sơ tán ở trong nước. Cộng đồng người Việt tại Ukraine bao gồm khoảng 7.000 người, hầu hết đã sinh sống lâu dài ở Ukraine vài chục năm. Khi chiến sự nổ ra, hầu hết bà con cũng đã lánh nạn sang các nước láng giềng. Đến nay, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức được 5 chuyến bay, đưa gần 1.400 người Việt Nam và gia đình của họ có nguyện vọng được trở về nước an toàn. Cho tới nay, Nga và Ukraine đã trải qua 4 vòng đàm phán. Trong vòng đàm phán mới nhất, hai bên tập trung vào các vấn đề hòa bình, ngừng bắn và rút quân ngay lập tức cùng các đảm bảo về an ninh. Chúng ta sẽ xem cả hai bên đều đặt ra những yêu sách cho riêng mình như thế nào để kết thúc chiến dịch quân sự. Theo ông Vladimir Medinsky, cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin và là trưởng đoàn đàm phán của Nga, Moscow sẽ ngưng ngay lập tức chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine dựa trên 4 điều kiện sau. Thứ nhất, nếu lực lượng Ukraine ngừng phản kích. Thứ hai, nếu Kiev chấp nhận vị thế trung lập và phi hạt nhân. Thứ ba, nếu Crimea được thừa nhận là lãnh thổ của Nga. Và thứ tư, nếu hai vùng lãnh thổ ly khai Lugan và Donetsk được Ukraine công nhận là các quốc gia độc lập. Về phía Ukraine, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine khẳng định việc Nga rút quân ngay lập tức là một trong những điểm chủ chốt của thỏa thuận hòa bình. Đồng thời, nước này muốn có ít nhất một quốc gia hạt nhân phương Tây tham gia vào các cuộc đàm phán, một văn bản ràng buộc pháp lý về cơ chế đảm bảo an ninh. Đổi lại,
Kiev sẵn sàng thảo luận về quy chế trung lập quân sự. Sự trung lập của Ukraine được cho là một trong những yếu tố then chốt có thể giúp giải quyết tình hình hiện nay. Thưa các vị khách mời, chúng ta có thể nhìn thấy đâu là điểm khó thỏa thuận nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Đó chính là những điều khoản liên quan tới chủ quyền quốc gia cũng như là lãnh thổ. Những điều khoản này có thể cần tới cấp cao nhất là cấp thượng đỉnh và không loại trừ khả năng có sự tham gia của các bên thứ ba. Vậy thì các ông nghĩ như thế nào về điều này? Trước hết xin mời Đại sứ Phạm Quang Vinh. Đúng, trong những cái mà sẽ phải thỏa thuận với nhau, đó là vấn đề về lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia. Mà ở đây là trường hợp Nga đòi hỏi đối với Ukraine. Nhưng cuộc chiến nó xảy ra thì bất cứ vấn đề nào cũng đều phải hai bên phải đi gặp được với nhau. Tôi cho rằng là khi cuộc chiến đã xảy ra thì cái câu chuyện nếu Nga sau này rút quân thì cái bảo đảm an ninh cho Ukraine là như thế nào, rồi câu chuyện mà chiến sự chấm dứt rồi hai bên ngừng chiến có một thỏa thuận thì cái vấn đề là các cái cấm vận đã đặt ra sau khi Nga tiến hành cái chiến dịch quân sự sẽ xử lý như thế nào, rồi an ninh nước Nga, cấu trúc an ninh của khu vực này tất cả sẽ được bàn một cách tổng thể. Thế cho nên nếu các bên đã đi vào thương lượng thì sẽ phải tính những cái bước đi là vừa có những cái thỏa thuận, vừa có những nhân nhượng mà vẫn giữ ý kiến của mình. Vâng, Đại sứ Hoàng Tuấn, ông có bổ sung về thêm gì thêm không? Tôi nhất trí với ý kiến mà của Đại sứ Phạm Quang Vinh. Thì tôi thấy thế này, tức là bất cứ một cái thỏa thuận nào thì cũng phải nhìn trên ba cấp độ. Trước tiên ấy, là cái câu chuyện mà Ukraine đang cân nhắc và xem xét. Đấy là cái câu chuyện đảm bảo chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cái an ninh của mình. Cái cấp độ thứ hai thì chúng ta nhìn thấy đây là cái quan hệ giữa Nga và Ukraine. Và cấp độ thứ ba là một cái cấu trúc an ninh ở châu Âu, trong đó là các cái lợi ích, các cái nỗi lo của Nga về an ninh phải được đảm bảo. Thế và để mà có thể giải quyết được cái vấn đề đấy thì ngoài cái câu chuyện là giữa Nga với cả Ukraine là cần phải có một cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky, thì đấy mới chỉ là một phía. Thì để có một cái an ninh nó toàn diện hơn, nó lâu dài hơn thì cần phải có một cái cấu trúc an ninh, trong đó là những cái người mà ra quyết sách về các cái vấn đề an ninh này là của Nga, của Ukraine, của NATO phải ngồi lại với nhau. Vâng, vậy thì ông đánh giá thế nào về việc trong khi đàm phán thì phương Tây vẫn đang viện trợ vũ khí cho Ukraine, liệu có thể coi đây là một yếu tố có thể tác động tới đàm phán và khiến nguy cơ cái cuộc xung đột này nó có thể kéo dài thêm hay không? Và hậu quả cuối cùng thì Ukraine cũng phải gánh chịu. Thì ở đây chúng ta thấy là ngay từ khi bắt đầu nổ ra cuộc chiến thì Nga coi Ukraine chỉ là chiến trường, nhưng mà cái đối thủ chính, cái đối tác chính mà Nga hướng đến đấy chính là NATO, đấy chính là phương Tây, đấy chính là Mỹ. Thì cái câu chuyện trước tiên đó là phải giải quyết được cái vấn đề mà ở trên cái chiến trường mà Tổng thống Putin là khi ông phát động cái chiến dịch quân sự đặc biệt. Thì cho đến nay là cái chiến dịch quân sự đặc biệt thì chỉ có Tổng thống Putin là cái người mà quyết định cái chiến dịch này, thì ông mới biết là toàn bộ cái kế hoạch và đánh như thế nào, khi nào thì dừng. Và chúng ta thấy là có hai cái người mà tham gia cuộc chơi, đấy là Ukraine và bên NATO. Thì Ukraine thì nếu như mà không có cái sự trợ giúp quân sự của phương Tây thì rõ ràng là Ukraine sẽ bị sụp đổ nhanh chóng. Thế và đối với cả phương Tây thì họ đang chịu các cái sức ép. Một, đây là cái vấn đề là an ninh sát ngay cái cửa ngõ của châu Âu thì họ phải có cái hành động. Cái thứ hai là sức ép của dư luận cũng khiến là các cái nhà lãnh đạo NATO không thể ngồi yên và họ cũng phải có các cái biện pháp để trợ giúp Ukraine. Thì khi mà có các cái trợ giúp quân sự của bên ngoài đối với cả Ukraine, rồi là các cái tính toán của Nga chưa đạt được cái mục đích của mình, thì chúng ta thấy là chiến tranh nó vẫn tiếp diễn. Vâng. Trong đàm phán lúc này giữa Nga và Ukraine thì cả hai bên đều đang từng bước thận trọng xem xét từng điều kiện mà hai bên giữ kín nội dung cụ thể. Thế nhưng trên chiến trường, nhất là ở các đô thị lớn thì xung đột vẫn diễn ra ác liệt. Nga cũng đã sử dụng những loại tên lửa hiện đại nhất của mình ở Ukraine. Còn các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ thì đang đổ thêm nhiều vũ khí, nhất là tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không vác vai cho Ukraine. Chúng ta sẽ nghe thêm một số ý kiến từ các chính trị gia và các nhà phân tích quốc tế về vấn đề này. Vũ khí của Mỹ có mang lại sự ổn định và an ninh cho Ukraine không? Hay nó sẽ gây ra nhiều thương vong dân sự hơn? Dân thường Ukraine cần thức ăn và túi ngủ hơn, hay là súng máy và đạn cối? Chúng tôi chỉ nhìn thấy lợi ích của những người kiếm được tiền trong cuộc chiến này. Họ thậm chí còn cung cấp các khoản vay. Cuộc xung đột này không chỉ là giữa người Ukraine và Nga, đây là một cuộc xung đột giữa Nga và Mỹ. NATO là một thế lực hạt nhân và Nga cũng vậy.
Chúng ta cần giảm leo thang và đối thoại, chứ không phải quân sự hóa và đe dọa chiến tranh. Để tránh một cuộc chiến tranh kéo dài, không chỉ là việc hai bên ngừng tiếng súng hay các nước phương Tây dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Bởi nếu nhìn vào căn nguyên sâu xa của cuộc xung đột này, ta có thể thấy rõ là nó bắt nguồn từ những xung đột về lợi ích chính trị, những lợi ích sống còn mà các bên không dễ nhượng bộ. Chúng ta có thể rõ hơn điều đó khi nhìn vào vị trí địa chiến lược mà Ukraine đang nắm giữ. Nhìn vào bản đồ, châu Âu này dễ dàng nhận thấy vị trí địa chính trị chiến lược đặc biệt của Ukraine. Ukraine nằm trong vành đai tiếp giáp và là vùng đệm tự nhiên giữa Nga và các nước phương Tây. Với Nga, Ukraine là quốc gia có những gắn bó chặt chẽ về lịch sử, có người gốc Nga sinh sống. Ukraine cũng là nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ lớn nhất ngoài nước Nga, có dân tộc thiểu số Nga lớn nhất bên ngoài nước Nga. Cùng với đó, Ukraine còn là cửa ngõ để Nga tiếp cận đảm bảo các lợi ích tại Biển Đen, duy trì ổn định, hành lang bảo vệ vành đai ngoài biên giới, cùng với Belarus và Georgia. Ukraine luôn nằm trong toan tính của các nước Liên minh châu Âu muốn kết nạp, thể hiện một châu Âu thống nhất tạo thế đối trọng với Nga. Trong khi đó, về mặt quân sự thì Ukraine cũng có vị trí đặc biệt nằm ngay sát hành lang phía đông của NATO, nơi đặt các căn cứ của NATO tại Ba Lan, Litva và Romania. Cùng với đó, cả Nga và phương Tây đều có lợi ích về kinh tế tại Ukraine khi đây là quốc gia mà đường ống dẫn khí chính từ Yaman tới châu Âu chạy qua. Với vị trí địa chính trị này, bản thân Ukraine luôn nằm trong trung tâm cạnh tranh giữa các nước lớn và phải đứng trước một quyết định khó khăn là lựa chọn giữa Nga và phương Tây. Xung đột luôn trực chờ bùng phát mỗi khi cán cân không thăng bằng. Vì thế, trở lại với cuộc xung đột này, chúng ta hãy cùng nhìn lại nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Bởi lúc này, khi nhìn sâu vào các diễn biến, có nhiều người tin rằng nếu Mỹ và NATO đánh giá nghiêm túc về cái gọi là làn ranh đỏ về an ninh mà Nga đưa ra trong các đề xuất gửi tới Mỹ và nhiều nước NATO từ cuối năm 2021, thì có thể đã tránh được cuộc chiến tranh. Nhưng yêu cầu từ phía Nga, trong đó có việc NATO không mở rộng các hành vi quân sự về khu vực Đông Âu và đảm bảo sẽ không kết nạp Ukraine vào NATO, đã được phía Mỹ coi là không có triển vọng thành công. Bản đồ này cho thấy quá trình đông tiến của NATO từ năm 1997 đến nay. 14 quốc gia phía đông của châu Âu, nhiều nước từng thuộc khối Hiệp ước Warsawa đều đã gia nhập NATO và EU. Một loạt các căn cứ quân sự, vũ khí, khí tài của phương Tây được thiết đặt sát Nga. Những quốc gia vùng đệm giữa Nga với phương Tây như Georgia, Ukraine, Moldova trở thành những chốt chặn cuối cùng ngăn NATO phủ kín lực lượng tại sườn phía Tây nước Nga. Vì vậy, dù bất kỳ quốc gia nào trong ba nước này trở thành thành viên NATO, cũng có thể là mồi lửa cho một cuộc chiến tranh. Và Nga đã khẳng định nhiều lần rằng việc NATO kết nạp Ukraine là một làn ranh đỏ không được phép bước qua. Các nước EU và NATO thì nhiều lần hứa hẹn với Ukraine rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ có cơ hội gia nhập, thắp lên niềm hy vọng tràn trề ở Kiev. Trong suốt hơn 20 năm, kể từ năm 1997, khi Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma ký hiến chương về quan hệ đối tác đặc biệt giữa NATO và Ukraine, đến nay, vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine luôn vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Nga. Tuy nhiên, Ukraine vẫn không từ bỏ giấc mộng NATO. Năm 2019, quyết tâm gia nhập NATO thậm chí được đưa vào hiến pháp của nước này. Trong thời gian cầm quyền của Tổng thống Zelensky từ tháng 5 năm 2019 đến nay, quan hệ Nga-Ukraine căng thẳng. Giờ đây, Nga đánh mất sự kiên nhẫn chiến lược và súng đã nổ. Ngay trong nội bộ các nước phương Tây, không phải không có những ý kiến cho rằng phương Tây cũng góp phần vào nguồn cơn của xung đột. Nga chắc chắn không muốn một lá chắn của phương Tây trình hình trước ngưỡng cửa. Điều này xét theo quan điểm của Nga là hoàn toàn hợp lý. Tôi không hiểu tại sao rất nhiều người phương Tây không chịu hiểu điều đơn giản này. Theo giáo sư Miesheimer, việc phương Tây hiểu sai lợi ích của Nga là một trong các nguyên nhân khiến xung đột leo thang. Có những đánh giá rằng phương Tây đã xem nhẹ những cảnh báo từ Nga từ cuối năm 2021 đầu năm 2022 về việc bảo vệ làn ranh đỏ chiến lược. Nga chắc chắn có lợi ích an ninh của riêng mình. Việc NATO mở rộng về phía đông là không khôn ngoan và chỉ vì lợi ích của bản thân. Rõ ràng điều này đã khiến Nga lo ngại về an ninh của mình.
Việc Nga tăng cường quân đội ở biên giới Ukraine không phải là điểm khởi đầu của sự leo thang hiện tại. Nhìn xa hơn về phía đông, phương Tây cũng sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để đẩy lợi ích của Nga ra khỏi Ukraine. Năm 2014, khi đánh giá về vấn đề Ukraine, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định, nếu Ukraine muốn tồn tại và phát triển phồn thịnh, thì tuyệt đối không thể trở thành tiền đồn của bất cứ bên nào chống lại bên kia, mà phải đóng vai trò cầu nối, vị trí địa lý đã trao cho Ukraine sứ mệnh là vùng đệm chiến lược giữa Nga và phương Tây. Cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay là một minh chứng điển hình cho việc không thể xem nhẹ yếu tố địa chính trị trong ván cờ chiến lược của mỗi quốc gia. Thưa các vị khách mời, nhìn vào tất cả những diễn biến dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, cũng như là những cảnh báo của Nga đối với phương Tây đã bị bỏ qua, thì theo các ông, nguyên nhân vì sao mà cái cuộc xung đột này là không thể tránh khỏi? Xin mời ông Phạm Quang Vinh. Cái xung đột này nó không bị tránh khỏi, và đặc biệt cái chiến dịch quân sự đã được tiến ra thì chắc chắn có lỗi của tất cả các bên. Những cái thứ hai nữa là nếu chúng ta nhìn lại trong cái tháng 2, khi mà dồn dập những nỗ lực ngoại giao cộng với cái việc mà Nga tập trung quân áp sát biên giới với Ukraine, thì lẽ ra có rất nhiều những cơ hội có thể tháo gỡ bằng giải pháp chính trị. Thế thì thứ nhất là những yêu cầu của Nga đã không được Ukraine và phía NATO đáp ứng. Nhưng cái thứ hai cũng phải thấy rằng là cái câu chuyện đã đến mức để Nga phải sử dụng một chiến dịch quân sự can thiệp vào một quốc gia độc lập có chủ quyền hay chưa? Cũng là chưa. Cho nên cả phía Nga và cả phía Ukraine và cả phía NATO và Mỹ đều có một cái gì đó ở đây mà người ta không cứu vãn được cái cuộc khủng hoảng này bằng một giải pháp chính trị trước đó. Vâng, đại sứ Hoàng Anh Tuấn, ông nghĩ thế nào về việc rất là nhiều cái giải pháp chính trị đã bị bỏ qua trước khi dẫn đến xung đột này? Ở đây tôi thấy là thiếu một cái lòng tin chiến lược, tức là thiếu các cái đối thoại nghiêm chỉnh giữa Ukraine với Nga, rồi giữa Nga với Mỹ và NATO. Thì các cái bên tham gia đối thoại thì họ không hiểu thực sự là các ý đồ của nhau, và họ xem nhẹ là các cái lo ngại an ninh của bên kia. Thì đối với Nga thì họ coi đây là các cái vấn đề an ninh cấp bách, và cái chuyện mà NATO rồi cả Ukraine kiên quyết là mở rộng NATO sang phía đông rồi Ukraine vào NATO, thì đấy là cái nấc thang cuối cùng, đấy là cái làn danh đỏ cuối cùng đã đe dọa đến cái sự tồn vong của nước Nga. Thì do đấy là họ là phải hành động. Thế và họ cho rằng nếu như không hành động lúc này thì có thể sẽ là quá muộn, và lúc đấy là tình hình sẽ không cứu vãn được. Thì rõ ràng là các cái cơ hội hòa bình là đã bị bỏ lỡ do cái sự thiếu lòng tin chiến lược giữa các bên. Vâng. Thưa các vị khách mời, Ukraine đã được vị trí địa lý lựa chọn trở thành chốt chặn giữa Nga và phương Tây như chúng ta đã biết. Và có một câu nói rằng một quốc gia không thể chọn được láng giềng nhưng có thể chọn lựa được chính sách để đối phó với các tình huống. Ý kiến của các ông như thế nào ạ? Trước hết, khi mà mình sống ở trong một cái khu vực địa lý mà có cái nước lớn rồi cạnh tranh các nước lớn, thì rõ ràng rằng cái quyết định sắc bén nhất đối với lợi ích quốc gia dân tộc thì phải lựa chọn làm sao là tốt nhất cho nước mình. Mà tốt nhất cho nước mình đối với cái trường hợp Ukraine này trên thực tế lại là không để chiến tranh xảy ra. Chiến tranh là cái thiệt hại lớn nhất đối với nước. Cái lựa chọn vào thời điểm trước cuộc chiến có lẽ phải nhằm vào cái từ bỏ cái ý định tham gia ngay NATO là có thể một cái lựa chọn tốt hơn cho Ukraine để tránh được một cuộc chiến tranh. Vâng, nếu theo dõi tình hình chính trị Ukraine từ 30 năm qua khi quốc gia này tách khỏi Liên bang Xô Viết, thì có thể thấy Kiev luôn trông tranh giữa lựa chọn ngả sang phương Tây hay tiếp tục hợp tác sâu rộng với Nga. Cho đến giờ vẫn như vậy, nhưng đến nay thì Kiev vẫn chưa thể tìm ra an ninh và ổn định cho chính mình. Tổng thống Ukraine đang trên hành trình đi tìm sự viện trợ bổ sung từ phương Tây. 10 ngày qua, ông Zelensky có bài phát biểu trực tuyến tại Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Anh và cả Canada. Suốt một tháng trời xung đột, Tổng thống Ukraine liên tiếp kêu gọi phương Tây can dự mạnh hơn vào cuộc chiến. Phương Tây hiện đã viện trợ vũ khí phòng thủ, hàng hóa nhân đạo và gây sức ép kinh tế lên Nga. Nhưng Kiev muốn nhiều hơn thế, thiết lập vùng cấm bay, giúp Ukraine gia nhập NATO. Các máy bay chiến đấu có thể giúp Ukraine, và rõ ràng là các Anh đang sở hữu chúng. Nhưng các máy bay này hiện không ở vùng trời của Ukraine và chúng chưa đến để bảo vệ chúng tôi.
Tôi đang phát biểu ở đây để nói rằng các biện pháp trừng phạt không đủ để ngăn chặn cuộc chiến này. Các anh đang chọn đứng sau bức tường, trong khi bom thì đang rơi trên đất Ukraine. Đã có những tiếng nói cần hành động mạnh mẽ hơn hỗ trợ Ukraine từ các nghị sĩ Mỹ. Ở Đức cũng vậy. Nhưng khi đặt lên bàn cân giữa sự can dự lớn hơn giúp Ukraine và xung đột với Nga, phương Tây đã nói không. Mỹ sẽ đảm bảo Ukraine có vũ khí để tự vệ. Chúng tôi sẽ gửi tiền và viện trợ lương thực, chào đón những người tị nạn Ukraine. Nhưng tôi sẽ không chiến đấu trong cuộc chiến tại Ukraine. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine về tài chính, về nhân đạo, về trang thiết bị. Nhưng có một thứ cần phải nói rõ, NATO sẽ không can thiệp quân sự vào cuộc chiến này. Phát biểu ở đâu, Tổng thống Ukraine cũng nhận được tràng pháo tay ủng hộ, thậm chí là cả những giọt nước mắt xúc động. Tuy nhiên, kỳ vọng mà ông Zelensky đặt ra vẫn khác xa thực tế những gì phương Tây sẵn sàng đánh đổi vì Ukraine. Vâng, thưa các vị khách mời, những ngày gần đây, Tổng thống Ukraine đã thừa nhận thực tế là Ukraine có thể không thể gia nhập NATO và ông cũng kêu gọi các nước phương Tây đảm bảo an ninh cho mình dựa vào cái ô an ninh của nước ngoài hay là lựa chọn vào liên minh với một tổ chức quân sự. Đấy là lựa chọn chính sách của một quốc gia và chúng ta khó lòng đánh giá về cái lựa chọn này. Tuy nhiên, việc dựa vào một nước để mà đảm bảo an ninh cho mình thì cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Các vị khách mời ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Tôi chỉ cho rằng là trong cái không gian sau chiến tranh lạnh ấy, thì ở Đông Âu và cụ thể cả ở Ukraine, người ta đang có những cái sự lựa chọn khác nhau. Thứ nhất là về cái con đường phát triển của mình, cái mô hình kinh tế ra sao, cái mô hình quản trị đất nước như thế nào. Và trong đó có cái câu chuyện an ninh. Và rõ ràng chúng ta thấy trong lòng Ukraine, cái mà lúc nãy vừa rồi điểm tin là lúc thì thiên đông, lúc thì thiên tây. Rõ ràng là trong lòng họ có những cái chăn trở và cái giằng xé trong cái sự lựa chọn như vậy. Nhưng cái thứ hai nữa là khi anh lựa chọn tham gia một liên minh hay một cái ô an ninh nào đó mà lại đụng chạm đến lợi ích an ninh hoặc là cái quan niệm, quan ngại về an ninh của một cái quốc gia xung quanh, một hay hai hay nhiều quốc gia xung quanh anh, thì cái đó cũng là cái anh phải tính. Anh phải sống trong cái môi trường an ninh của cả anh và của cả những nước xung quanh. Thì tôi cho rằng cái cuộc chiến nổ ra nó lại có cái yếu tố về cái việc Ukraine muốn tham gia NATO. Chắc chắn đây là một cái lựa chọn mà người ta phải tính lại và phải cân nhắc rất nhiều. Bởi vì nó là một trong những nhân tố dẫn đến cái cuộc chiến này. Dù rằng chúng ta thấy rằng cuộc chiến đáng là một cái sự việc rất đáng buồn đối với tất cả mọi người, đối với tất cả các bên. Vâng, thưa đại sứ Hoàng Anh Tuấn, cái lựa chọn an ninh của một quốc gia cũng phải tính tới cái môi trường an ninh của cả khu vực nữa. Có bổ sung gì thêm không ạ? Tôi nghĩ cái này là rất quan trọng. Tức là trong cái bối cảnh của tình hình khu vực và thế giới hiện nay, thì cái chuyện mà đảm bảo an ninh của mình thì còn phải tính đến cả cái an ninh của quốc gia khác. Thì chúng ta cần phải nhìn, tức là đặc biệt là trong cái tình hình của Ukraine, thì Ukraine nằm ở cái ranh giới giữa Nga và NATO. Thì cái quan hệ giữa Nga và NATO hiện nay nó không phải là cái quan hệ giữa Nga và NATO trong những năm 90, khi mà Nga và NATO có quan hệ tương đối tốt và hai bên ký cái hiệp định là đối tác vì hòa bình, thì nay là cái quan hệ trở nên là đối địch. Thế cho nên là cái lựa chọn của Ukraine, cái cách làm của Ukraine cũng phải tế nhị, là anh phải tính đến cái lợi ích là không chỉ an ninh của mình mà còn phải tính đến cái môi trường xung quanh, đến cái an ninh là của NATO, đến cái an ninh của Nga nữa. Quay trở lại cái đề nghị mà của Ukraine là muốn có cái ô an ninh đảm bảo hơn ấy, thì đây không phải là cái điều mới. Trước đây là Ukraine đã từng có rồi, chúng ta đã biết là có cái hiệp ước Moscow năm 1994, rồi là cái biên bản ghi nhớ Budapest cũng trong năm 1994 về đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nhưng mà tất cả các cái thỏa thuận quốc tế đó thì cũng không giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine. Và chúng ta thấy như cái cuộc chiến hiện nay thì rõ ràng là với cái đề nghị của Ukraine thì Ukraine muốn là có một cái thỏa thuận là lớn hơn, tốt hơn để đảm bảo cái an ninh lâu dài cho Ukraine. Và không chỉ là cái đảm bảo này là từ phía NATO mà còn phải đảm bảo là cả từ phía Nga nữa. Xin cảm ơn ạ. Các cuộc chiến tranh thách thức tinh thần con người, chúng chứa bên trong những mầm mống của một trật tự mới. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang định hình môi trường toàn cầu theo những cách sâu sắc. Xung đột tại Ukraine đã và đang khiến quá trình toàn cầu hóa chậm lại, thậm chí có nguy cơ bị đảo ngược.
các quốc gia bị chia rẽ sâu sắc. Cuộc đối đầu quân sự giữa Nga, một cường quốc trên thế giới, và nước láng giềng Ukraine muốn gia nhập liên minh quân sự giữa Mỹ và các nước châu Âu được dự báo sẽ làm đổ vỡ rất nhiều mối quan hệ chiến lược vốn đã định hình quan hệ quốc tế kể từ sau chiến tranh lạnh. Như chúng ta đã thấy, một cuộc chiến toàn diện về kinh tế giữa phương Tây và Nga đang làm chao đảo thế giới. Liệu những đổ vỡ hiện nay có nguy hiểm hơn cả thời kỳ chiến tranh lạnh? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp trong chương trình. Nhưng trước hết hãy kết nối với các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu và Nga để tìm hiểu về cuộc chiến kinh tế giữa hai bên. Xin chào anh Thế Dũng. Phương Tây đang triệt để dùng công cụ kinh tế để cấm vận Nga. Vậy thì các nhà phân tích châu Âu đang nhận định như thế nào về tình hình hiện nay ạ? Vâng, giới phân tích châu Âu cho rằng châu Âu và Mỹ chưa bao giờ áp đặt những lệnh cấm vận khắc nghiệt như thế vào một quốc gia, một nền kinh tế lớn của thế giới, có ý nghĩa như một cuộc chiến kinh tế toàn diện. 15 năm qua, người Nga đã quen với cuộc sống thoải mái trong một xã hội tiêu dùng hội nhập kinh tế sâu rộng với châu Âu. Các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và châu Âu khiến người Nga đối mặt với sự cô lập, khó khăn về kinh tế của những năm 90. Một lượng lớn các công ty quốc tế đã rút khỏi Nga hoặc cắt giảm doanh số bán hàng tại đây. Sự rút lui của Visa Card, Mastercard và một số công ty tài chính tiêu dùng khác khiến người dân Nga khó thanh toán khi mua bán. Và họ cũng chẳng thể mua hàng hóa nhập khẩu quen thuộc từ châu Âu, trong đó có dược phẩm, vốn là mặt hàng nhập khẩu chính từ châu Âu của Nga. Đồng rúp yếu cùng việc các ngân hàng bị cắt giảm khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu khiến Nga khó nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất quốc phòng, nhất là các bộ vi xử lý. Giờ đây thì không chỉ các công ty của Mỹ và châu Âu mà cả những hãng sản xuất vi xử lý như là Samsung của Hàn Quốc, TSMC của Đài Loan, Trung Quốc đã dừng bán hàng cho Nga. Vâng, chị Nhật Linh, chúng tôi muốn nghe ý kiến của các nhà phân tích Nga về sự đáp trả của Moscow. Làn sóng trừng phạt chưa từng có của phương Tây về thương mại, tài chính, đóng băng dự trữ của ngân hàng, cắt đứt khả năng tiếp cận của Nga với đồng đô la Mỹ đã tác động rất lớn đến nền kinh tế Nga, khiến Nga phải căng mình đối phó. Đặc biệt là khi kho dự trữ vàng và ngoại hối giá trị hơn 630 tỷ đô la Mỹ được xem là tấm nệm an toàn của kinh tế Nga bị phong tỏa đến một nửa, thì người ta đã không loại trừ khả năng Nga bị vỡ nợ, tức là Nga có tiền nhưng không gỡ ra để mà trả nợ được. Và để tránh bẫy vỡ nợ của phương Tây trước các khoản thanh toán lãi suất có thời hạn, thì mới đây Nga đã thông qua quyết định trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp chứ không phải là bằng ngoại tệ cho đến khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Việc Mỹ và phương Tây loại Nga khỏi hệ thống tài chính SWIFT đến lúc này không còn là vấn đề không thể giải quyết với Moscow. Hiện Nga đã triển khai hệ thống chuyển tiền riêng của mình, được kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế của Trung Quốc. Hiện Nga cũng cố gắng thanh toán các trao đổi song phương bằng nội tệ với Trung Quốc và cả Ấn Độ. Có thể thấy là sau năm 2014, nước Nga đã ít nhiều có sự chuẩn bị để mà không phụ thuộc vào thị trường phương Tây. Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng định là ảnh hưởng đối với kinh tế Nga sẽ là lâu dài, bởi cuộc chiến cấm vận này có thể không kết thúc trong một sớm một chiều. Theo tính toán, thì các lệnh trừng phạt có khả năng làm suy giảm nền kinh tế Nga hàng năm tới gần 10%. Xin trở lại trường quay. Vâng, các vị khách mời đánh giá như thế nào về cuộc chiến kinh tế này giữa Nga và phương Tây? Liệu tình thế hiện nay có nguy hiểm hơn cả thời chiến tranh lạnh hay không? Trước hết thì đây mới chỉ là giai đoạn đầu của cái cuộc chiến và cũng mới chỉ là giai đoạn đầu của những cái hành động cấm vận của Mỹ và phương Tây đối với Nga. Cho nên chúng ta chắc chắn còn phải chờ xem cái chiến sự Ukraine rồi cái tiếp diễn của những phản ứng của các bên đối với vấn đề này như thế nào, rồi mới tính được đến cái cấu trúc an ninh và cái quan hệ của các quốc gia, đặc biệt quốc gia lớn ở châu Âu sao. Nhưng có thể thấy cấm vận lần này thực sự là có lẽ là cái cuộc cấm vận chưa từng có và toàn diện nhất của các nước Mỹ và phương Tây đối với lại nước Nga. Và cái này nó đã triệt tiêu những quan hệ giao dịch, thanh toán và buôn bán của nước Nga với bên ngoài. Có rất nhiều mặt hàng vẫn có thể được buôn bán, nhưng cái việc tiếp cận cái nguồn vốn và cái việc có thể sử dụng những đồng ngoại tệ để thanh toán là không được. Cho nên chắc chắn cái này nó sẽ còn kéo dài một thời gian và nó còn phụ thuộc vào chiến sự trên chiến trường. Cái thứ hai nữa là khi chiến sự đã nổ ra thì chúng ta thấy rằng cái mà Đại sứ Hoàng Anh Tuấn có nói trước, cái lòng tin chiến lược của các bên ở cái châu Âu này nó càng bị giảm xuống. Và chắc chắn rằng phía bên NATO họ nhận thức về cái mối đe dọa từ nước Nga cũng nhiều lên. Trong khi đó nước Nga thấy cái không gian về an ninh của mình cũng càng bất ổn hơn.
Đây là cái mà người ta sẽ vào tháo gỡ trong tương lai. Cái điểm thứ ba nữa, dù muốn dù không, họ căng lên với nhau, lòng tin chiến lược thiếu đi, nhưng một châu Âu cũng không thể thiếu Nga được, là cái người ta phải tính lại. Còn cái nguy hiểm hơn chiến tranh lạnh thì tôi không nghĩ là như vậy. Nhưng cái nguy hiểm ở đây sẽ xuất phát từ cái rủi ro của những cái hành động chiến sự đang xảy ra ở Ukraine. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể lan rộng và thậm chí nó mở rộng ra ngoài biên giới Ukraine. Đây là cái chúng ta cần phải cảnh giác và theo dõi tiếp. Và nếu các bên kiềm chế, tránh để cái cuộc xung đột này nó lan rộng ra khỏi biên giới thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Các vị khách mời đã nói tới cái mối quan hệ phức tạp giữa tình hình an ninh chiến lược ở châu Âu liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine và chưa biết sự đổ vỡ này trong quan hệ giữa Nga và phương Tây có nguy hiểm như cuộc chiến tranh lạnh 2.0 hay không và thế giới có hình thành rõ nét hơn các cực ngoài Mỹ như hiện nay hay không. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã thấy các nước ở châu Âu đang mạnh mẽ lao vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Đức sẽ dành mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục 55 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và các năm sau sẽ duy trì mức chi hơn 2% GDP hàng năm cho quốc phòng. Ngoài ra, chính phủ Đức công bố kế hoạch thành lập một quỹ đặc biệt trị giá hơn 110 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa lực lượng vũ trang từ năm nay. Ba Lan cũng tăng mạnh ngân sách quốc phòng từ mức 2,2% GDP năm nay lên ít nhất 3% GDP vào năm sau. Rumania sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP từ mức 2% hiện tại. Litva cũng sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 2,5% GDP trong năm nay, cao hơn mức đề xuất ban đầu là 1,31 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2,05% GDP. Chi 2% GDP cho quốc phòng cũng là mức mà Thụy Điển hướng tới trong thời gian sớm nhất có thể. Còn Đan Mạch sẽ tăng dần chi tiêu quốc phòng để đạt 2% GDP vào năm 2033, tương đương với mức tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm 2,65 tỷ đô la Mỹ. Vâng. Châu Âu đang đứng trong một tình thế rất là nguy hiểm và kể cả khi chiến dịch quân sự này kết thúc thì quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu hay quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây rất khó trở lại như trước. Từ sau đây trật tự quốc tế sẽ biến đổi như thế nào theo ông? Tôi hình dung trật tự thế giới nó sẽ có một số cái biến đổi như thế này. Trước hết ấy, là ở cái khu vực châu Âu thì chúng ta thấy là cái cấu trúc của an ninh của châu Âu đang có cái thay đổi. Ngoài cái chuyện là châu Âu phải tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với cái mối đe dọa mà họ cho rằng là cái mối đe dọa này thường trực từ Nga, thì họ còn phải đối phó với một loạt các cái vấn đề an ninh khác. Cái điểm thứ hai đó thì chúng ta thấy mà đại sứ Vinh cũng vừa nêu là cái câu chuyện quan hệ giữa phương Tây với cả Nga, thì chúng ta thấy là Nga hiện nay ở vào một tình thế khó khăn hơn rất nhiều so với cả Liên Xô trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây, mà chúng ta gọi là cái thời kỳ chiến tranh lạnh là 1.0. Lúc đấy là Liên Xô mạnh hơn nhiều so với cả Nga hiện nay, và Liên Xô còn cái phe xã hội chủ nghĩa nữa, thì chúng ta thấy là thế giới lúc đó thì chia làm hai phe, thế còn hiện nay là một mình Nga phải đương đầu với Mỹ, với phương Tây, và họ kéo cả các cái quốc gia khác trong một cái cuộc chiến là tìm cách là bao vây, cô lập Nga. Thì các cái bất ổn này nó không chỉ tác động đối với cả châu Âu, đối với NATO mà đối với cả toàn thế giới nữa. Một cái điểm nữa thì chúng ta thấy là cái căng thẳng giữa Mỹ với phương Tây thì sẽ đẩy Nga xích lại gần hơn với cả Trung Quốc, thì nó sẽ quay lại cái tình trạng giống như là cái thời kỳ năm 1949-1959, tức là Trung Quốc và Nga liên minh với nhau để chống lại Mỹ và phương Tây. Cuối cùng nữa, chúng ta thấy là trước đây thì chưa có cái bất ổn ở châu Âu, chưa có cái căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Ukraine, thì Mỹ và phương Tây là chuyển hướng chiến lược, tập trung vào cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì nay họ phải đối phó với cả hai cái thách thức lớn cùng một lúc, thì rõ ràng là các cái nguồn lực nó cũng bị phân tán, tức là không chỉ đối phó với các thách thức an ninh ở châu Âu, đối phó với an ninh từ Nga, mà còn phải đối phó với các thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Và chúng ta sẽ nghe thêm một ý kiến của một nhà phân tích chính trị thế giới, giáo sư Carl Thayer từ Đại học New South Wales, Australia về tác động của cuộc xung đột Nga và Ukraine tới trật tự chiến lược của thế giới trong tương lai. Theo tôi, có bốn điểm đáng chú ý là: thứ nhất là một NATO đoàn kết chống lại các mối đe dọa từ Nga. Nga dù suy yếu, song vẫn là cường quốc hạt nhân và ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Thứ hai là quá trình toàn cầu hóa sẽ chậm lại, nếu không muốn nói là bị đảo ngược, trong khi Nga sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt trong nhiều năm tới. Thứ ba là trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai, bất kể quốc gia nào tham gia, các biện pháp trừng phạt sẽ là một điều bình thường mới. Phương Tây nhận thấy họ có thể làm điều này như một cách chính thức và thực sự làm tổn thương một quốc gia bằng cách cô lập quốc gia đó.
và đó sẽ là một công cụ quan trọng. Thứ tư là sẽ cần một số tiền khổng lồ để tái thiết Ukraine và hồi hương người tị nạn. Trong khi đó, kinh tế đang suy giảm, còn Nga thì tiếp tục bị phương Tây cô lập. Vâng, thưa các vị khách mời, giáo sư Carl Taylor đã nói một ý rằng là trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai thì các biện pháp trừng phạt sẽ là một điều bình thường mới, và chiến tranh kinh tế thì cũng là điều rất là khủng khiếp như chúng ta đã thấy trong tác động với thế giới những ngày vừa qua. Thế vậy ý kiến của ông như thế nào? Trừng phạt kinh tế không phải là chuyện mới, nhưng trừng phạt kinh tế như lần này thì là chuyện rất mới. Thế cho nên tôi vẫn suy nghĩ rằng trong tương lai vẫn có hai khả năng. Nếu xảy ra một trường hợp đặc biệt như này, có thể tụ hội được những các nước khác, tập hợp được họ để trừng phạt như này là cực kỳ khó, vẫn cực kỳ khó. Cái thứ hai nữa là những trừng phạt nhỏ ở quy mô nhỏ hơn, ít hơn và cái diện không rộng bằng như này thì có thể vẫn tiếp tục xảy ra. Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, ông nghĩ như thế nào về tác động đối với các nước ASEAN từ cái cuộc chiến kinh tế giữa Nga và phương Tây hiện nay, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới là phụ thuộc lẫn nhau một cách chặt chẽ? Thì tôi nhìn là cái tác động nó không chỉ là từ mặt kinh tế mà cả về cái mặt chính trị an ninh nữa. Thì về mặt chính trị an ninh đó, thì chúng ta thấy là cái cách tiếp cận an ninh của ASEAN là càng có cái sự can dự của các nước lớn càng nhiều ở đây là càng tốt. Nó giúp tạo cái sự cân bằng về lợi ích giữa các nước lớn với nhau và giúp đảm bảo cái an ninh và hòa bình ở trong khu vực. Thì khi mà Nga đã suy yếu thì rõ ràng là cái sự can dự của Nga nó sẽ giảm đi và tạo ra một cái sự mất cân đối nhất định trong cái việc là cân bằng ảnh hưởng giữa các cái nước lớn. Về mặt kinh tế thì các cái nước ở trong khu vực này thì họ ảnh hưởng khá nhiều về một số các cái mặt hàng nhập khẩu từ Nga, ví dụ như là phân bón, kim loại màu, than đá. Thì khi mà các cái mặt hàng này là bị gián đoạn từ cái nguồn cung từ Nga thì rõ ràng nó tạo ra các cái bất ổn về cái việc là giá cả, và Đông Nam Á hiện nay là đang vật lộn với cả các cái vấn đề là phục hồi kinh tế sau đại dịch, thì nay chịu thêm các cái tác động từ cái việc Nga bị cấm vận nữa thì nó làm cho cái câu chuyện phục hồi kinh tế của Đông Nam Á trở nên khó khăn hơn. Vâng. Câu hỏi cuối cùng về tác động với các nước vừa và nhỏ, thì theo ông các nước vừa và nhỏ có thể rút ra những bài học nào từ cái cuộc xung đột hiện nay? Tôi chỉ cho rằng là những cái gì đang diễn ra ở Ukraine có liên quan đến Ukraine, liên quan đến Nga, liên quan đến Mỹ và NATO, rõ ràng nó có những cái hệ lụy và tạo ra những bài học cho các cái khu vực khác và kể cả ở khu vực chúng ta này. Thế thì có lẽ cái lớn, có mấy điểm lớn nhất mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Một là cái chính trị nước lớn, cái cạnh tranh nước lớn, họ sẽ vì lợi ích của họ. Và đây là cái mà các nước khác cần phải rất cảnh giác. Cái thứ hai nữa là tránh để rơi vào cái bẫy cạnh tranh các nước lớn và bẫy quyền cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn, để từ đó khi có vấn đề xảy ra thì mình không quyết định được vận mệnh của mình. Trong trường hợp Ukraine này là xảy ra chiến tranh mà tự mình không quyết định được vận mệnh của mình. Cái điểm thứ ba nữa là cái về đoàn kết và xây dựng lực lượng của chính bản thân mình, bởi vì khi bất cứ một cái bất ổn nào xảy ra, chính cũng phải tự mình gánh vác lấy cái phần chính của những câu chuyện này. Hỗ trợ bên ngoài chỉ là cái phần tăng thêm, chứ còn tự mình sẽ phải làm được cái câu chuyện này. Và cuối cùng thì với những nước nhỏ, nước vừa, có những cái câu chuyện nguyên tắc mà anh luôn luôn phải đề cao. Đó là luật pháp quốc tế, đó là đa dạng hóa trong quan hệ đi cùng với độc lập tự chủ. Cá đó là phải thúc đẩy cái chủ nghĩa đa phương. Bởi vì nước nhỏ chỉ có thúc đẩy luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, những cái hợp tác đan xen ở khu vực thì mới tạo ra cho cái mình cái không gian thuận lợi cho cả an ninh và phát triển. Trong cái câu chuyện này khi chúng ta nói về cấm vận cũng vậy. Cái cấm vận nó cho mình thấy rằng là mình phải cũng đồng vừa phải tranh thủ những đối tác quan trọng, nhưng đồng thời cũng phải đa dạng hóa cái quan hệ cả về an ninh và về kinh tế, để đến khi có bất cứ sự cố gì xảy ra, chúng ta cũng không quá lệ thuộc vào một thị trường, vào một nguồn cung. Và đây là những cái bài học rất lớn cho một quốc gia. Nhưng cái lớn nhất mà chúng ta thấy rằng là độc lập, tự chủ đi cùng với lại phải đa dạng hóa quan hệ, đồng thời có cái ứng xử mà chúng ta hay nói là dĩ bất biến, ứng vạn biến, để linh hoạt bảo đảm được cái gắn kết và lấy cái luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương làm cái cơ sở để thúc đẩy cái đó. Vâng, xin cảm ơn ông. Lúc này còn quá sớm để dự báo cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ đi về đâu và kết quả như thế nào. Nhưng đây là lời cảnh tỉnh và là bài học đối với nhiều nước trong các mối quan hệ quốc tế. Việc các nước giải quyết các bất đồng xung đột, lợi ích và mâu thuẫn trên chiến trường thay vì trên bàn đàm phán sẽ dẫn đến mất kiểm soát tình hình.
và bất kỳ sự xem nhẹ đối phương nào đều phải trả một giá đắt. Điều chúng ta lo ngại là cuộc chiến này sẽ dẫn tới hệ lụy xấu đối với trật tự chiến lược thế giới. Không chỉ các nước liên quan hay các nước lớn bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này, mà các quốc gia vừa và nhỏ cũng chịu những áp lực rất lớn. Nước nào cũng muốn hòa bình, hợp tác và phát triển. Khi cuộc xung đột Nga và Ukraine xảy ra thì chúng ta càng thấy đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà để đạt được điều đó cần rất nhiều nỗ lực để tránh bị lôi kéo vào những cuộc đối đầu địa chính trị nguy hiểm, không có lợi cho bất cứ ai. Xung đột chỉ gây ra những đau thương, mất mát cho dân thường. Vì thế, mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều phải tuân thủ những nguyên tắc này. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình tọa đàm ngày hôm nay về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và kính chào tạm biệt quý vị.